Giang và Hoàng Hải mến chào quý vị khán giả đang theo dõi chương trình 24 giờ chuyển động của Đài Phát thanh và Truyền hình Tây Ninh. Thưa quý vị, một thông tin rất vui dành cho nước ta. Cuối năm 2020, Việt Nam sẽ tiêm thử nghiệm vaccine COVID-19 trên nhóm nhỏ người tình nguyện. Dự kiến đến cuối năm 2021, vaccine COVID-19 do Việt Nam sản xuất sẽ đạt công suất hàng chục triệu liều. Theo Bộ Y tế, Việt Nam hiện là một trong 42 quốc gia có thể sản xuất vaccine, là một trong 38 quốc gia có cơ quan quản lý vaccine theo tiêu chuẩn của Tổ chức Y tế Thế giới WHO, mở ra cơ hội hợp tác, xuất khẩu vaccine với các nước. Nội dung cụ thể sẽ được chúng tôi đề cập trong ít phút tới. Mời quý vị cùng theo dõi. Còn sau đây là những thông tin nổi bật đáng chú ý. Thành phố Hồ Chí Minh bắt băng nhóm dàn cảnh cướp tài sản bán lấy tiền chơi ma túy. Tại Hà Giang, nhà cửa đổ sập, người dân trắng tay sau trận mưa lũ lịch sử. Chuyên mục nóng trên mặt báo khi cán bộ chiếm đoạt tài liệu bí mật nhà nước. Bé Diệu Nhi được cai máy thở sau một tuần mổ tách. Bán đấu giá bộ dụng cụ giết ma cà rồng. Liên quan đến việc băng nhóm thanh niên có độ tuổi từ 18-19 tuổi ở thành phố Hồ Chí Minh nghiện ma túy, rủ nhau dùng xe máy gian cảnh thực hiện hàng loạt vụ cướp giật tài sản của người đi đường để bán lấy tiền hút chích. Ngày 22 tháng 7, Công an quận Thủ Đức thành phố Hồ Chí Minh cho biết vừa triệt phá thành công băng cướp giật tài sản này. Hai đối tượng cầm đầu là Tạ Trường Huy và Vũ Phú Quý, 18 tuổi, ở quận Thủ Đức thành phố Hồ Chí Minh. Các đối tượng trong băng cướp này đều ở độ tuổi 18-19 tuổi và đều là các con nghiện ma túy. Theo đó, ngày 18 tháng 7, Quý và Huy sử dụng hai xe máy dọc các tuyến đường trên địa bàn quận Thủ Đức nhằm tìm người đi đường có tài sản sơ hở để giật bán lấy tiền tiêu xài và sử dụng ma túy. Đến đoạn qua khu vực đường Gò Dưa, phường Tam Bình, quận Thủ Đức thì gặp một người phụ nữ chạy xe máy có đeo sợi dây chuyền vàng trên cổ. Lúc này, Quý áp sát giật sợi dây chuyền rồi tăng ga bỏ chạy, còn Huy chạy phía sau đóng vai trò cản địa. Tài sản cướp được, các đối tượng đem bán lấy tiền tiêu xài, sử dụng ma túy. Qua truy xét, công an bắt được Quý cùng đồng bọn đang lẩn trốn tại một khách sạn thuộc phường Bình Chiểu, quận Thủ Đức. Tại cơ quan điều tra, Quý và Huy thừa nhận cùng với một số đối tượng khác đã thực hiện trót lọt 4 vụ cướp giật tài sản khác. Hiện vụ việc đang được điều tra mở rộng. Thưa quý vị, trong thời gian thực hiện lệnh giãn cách xã hội, hai phó giám đốc Sở Giao thông Vận tải tỉnh Bạc Liêu và một số cán bộ khác đã thiếu gương mẫu trong việc chấp hành chỉ thị của Thủ tướng. Ngày 22 tháng 7, Ủy ban Kiểm tra tỉnh ủy Bạc Liêu vừa có cuộc họp để xem xét kỷ luật một số cán bộ vi phạm theo thẩm quyền. Ngoài việc kỷ luật Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Bạc Liêu Dương Chí Bình do liên quan đến sai phạm trong quản lý đất đai, các thành viên tham dự cuộc họp đã bỏ phiếu thi hành kỷ luật hai Phó Giám đốc Sở Giao thông Vận tải Bạc Liêu là ông Bùi Hồng Kỳ và Lương Phương Đông cùng hình thức cảnh cáo về mặt đảng vì uống rượu bia trong thời gian giãn cách xã hội. Theo Ủy ban Kiểm tra tỉnh ủy Bạc Liêu, ông Đông và ông Kỳ thiếu gương mẫu trong việc chấp hành chỉ thị của Thủ tướng trong thời gian giãn cách xã hội và công văn của Ủy ban Nhân dân tỉnh Bạc Liêu về việc không sử dụng rượu bia trong giờ làm việc, giờ nghỉ trưa của ngày làm việc. Vi phạm này gây ảnh hưởng đến uy tín cá nhân và tổ chức đảng nơi hai cán bộ này công tác. Mới đây, Viện Kiểm sát Nhân dân tỉnh Đắk Nông cho biết đã phê chuẩn quyết định khởi tố thêm hai bị can có vai trò giúp sức cho đại gia Trịnh Sướng sản xuất buôn bán xăng giả. Hai đối tượng là Mai Trung Hậu sinh năm 1984, trú phường An Khánh, quận Ninh Kiều, thành phố Cần Thơ và Trương Như Tuyết sinh năm 1978, nguyên kế toán trưởng công ty trách nhiệm hữu hạn Gia Thành và công ty trách nhiệm hữu hạn Mỹ Hưng về hành vi sản xuất buôn bán hàng giả. Theo cơ quan điều tra, Hậu và Tuyết là hai bị can có vai trò giúp sức cho đại gia Trịnh Sướng trong việc sản xuất buôn bán xăng giả. Được biết đến nay, liên quan đến đường dây sản xuất xăng giả do Trịnh Sướng cầm đầu, cơ quan tố tụng tỉnh Đắk Nông đã khởi tố điều tra, xử lý gần 40 bị can. Thưa quý vị, tỉnh Hà Giang những ngày qua đã phải gánh chịu đợt mưa lũ lịch sử. Cụ thể, cơn mưa xuất hiện vào đêm ngày 20 tháng 7 và kéo dài đến rạng sáng ngày 21 tháng 7 đã khiến cho Hà Giang hứng chịu những thiệt hại nặng nề cả về người và tài sản. Và theo ghi nhận, đến sáng ngày 22 tháng 7, thành phố Hà Giang đã rút hết nước. Người dân và lực lượng chức năng đang tích cực dọn dẹp khắc phục hậu quả sau trận mưa lũ lịch sử này. Cụ thể, tại đoạn km 2 quốc lộ 4C hướng đi thành phố Hà Giang lên huyện Đồng Văn, nước từ trên núi đổ xuống như thác do mưa lớn kéo dài 2 ngày qua. Theo báo cáo nhanh lúc 10 giờ ngày 22 tháng 7 của Ban Chỉ huy Phòng chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn tỉnh Hà Giang, mưa lũ và sạt lở đất đã làm 5 người chết, 2 người bị thương.
có 64 nhà bị sạt đất tràn xuống làm đổ tường, 2.800 nhà dân ở thành phố Hà Giang và huyện Vị Xuyên bị ngập nước. Có 33 ô tô, 250 xe máy, xe đạp điện bị ngập và hư hỏng do sập nhà để xe. Quốc lộ 2, 4C, 34C bị sạt lở nhiều điểm. Do mưa lớn, các thủy điện trên sông Lô, sông Miện đã xả lũ tự nhiên. Chính quyền địa phương có phương án di dời dân, đảm bảo tính mạng và tài sản. 3 ngày qua, một số nơi lượng mưa hơn 110mm như Bắc Giang, Vị Xuyên, tỉnh Hà Giang, sông Mai, Trúc Tây, Công Trạng, tỉnh Bắc Giang. Theo dự báo, vài ngày tới, Bắc Bộ tiếp tục có mưa dông. Vâng thưa quý vị, vậy đâu là nguyên nhân khiến các tỉnh miền núi phía Bắc, mà cụ thể là Hà Giang, đang phải gánh chịu những hậu quả nặng nề của trận mưa lũ lịch sử này? Những chuyên gia khí tượng thủy văn sẽ phân tích nguyên nhân trong ít phút tới. Mời quý vị cùng theo dõi. Thưa quý vị, chuyên mục Nóng trên mặt báo ngày hôm nay ghi nhận câu chuyện có liên quan đến vụ án Nhật Cường Mobile. Cơ quan an ninh điều tra thuộc Bộ Công an mới đây đã tống đạt quyết định khởi tố bị can, bắt tạm giam 3 bị can về tội chiếm đoạt tài liệu bí mật nhà nước theo điều 337 Bộ luật hình sự năm 2015. Trong số này có Phó trưởng phòng thư ký biên tập Văn phòng Ủy ban nhân dân thành phố Hà Nội và lái xe của Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố Hà Nội. Ngoài việc khởi tố 3 bị can để điều tra về hành vi chiếm đoạt tài liệu mật trong vụ án công ty Nhật Cường, nếu các đối tượng khác có vai trò chủ mưu, giúp sức, xúi dục thì cũng đều sẽ bị xử lý về cùng một tội danh với vai trò đồng phạm. Ngày 22 tháng 7, Bộ Công an cho biết Cơ quan An ninh điều tra Bộ Công an đã khởi tố bị can, ra lệnh tạm giam đối với 3 cá nhân có hành vi chiếm đoạt tài liệu mật trong vụ án công ty Nhật Cường do Cơ quan Cảnh sát điều tra Bộ Công an thụ lý điều tra. 3 bị can gồm Nguyễn Anh Ngọc, sinh năm 1974, trú tại phường Bồ Đề, quận Long Biên, thành phố Hà Nội, Phó trưởng phòng thư ký, biên tập, Văn phòng Ủy ban nhân dân thành phố Hà Nội; Nguyễn Hoàng Trung, sinh năm 1983, trú tại phường Bạch Đằng, quận Hai Bà Trưng, thành phố Hà Nội, chuyên viên phòng thư ký, biên tập, Văn phòng Ủy ban nhân dân thành phố Hà Nội, lái xe của Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố Hà Nội; và Phạm Quang Dũng, sinh năm 1983, trú tại Thanh Trì, thành phố Hà Nội, nguyên cán bộ công an. 3 bị can trên bị khởi tố để điều tra về hành vi chiếm đoạt tài liệu bí mật nhà nước theo điều 337 Bộ luật hình sự năm 2015. Được biết, hành vi phạm tội của 3 bị can nêu trên có liên quan đến vụ án Nhật Cường Mobile. Vụ án liên quan công ty Nhật Cường được Ban chỉ đạo Trung ương về phòng chống tham nhũng đưa vào diện được theo dõi, chỉ đạo. Vụ án cũng đang được C03 Bộ Công an thụ lý điều tra. Nguồn tin từ báo Thanh Niên cho biết bị can Phạm Quang Dũng đã có hành vi lấy cắp các thông tin điều tra vụ án từ C03 để chuyển cho bị can Nguyễn Anh Ngọc và Nguyễn Hoàng Trung. Trong khi đó, theo tìm hiểu của phóng viên báo Thanh Niên, trong quá trình điều tra vụ án Nhật Cường, C03 đã từng có văn bản gửi Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố Hà Nội Nguyễn Đức Chung đề nghị phối hợp đôn đốc chỉ đạo cung cấp thông tin, tài liệu phục vụ công tác điều tra vụ án. Dư luận đặt câu hỏi, động cơ phạm tội chiếm đoạt tài liệu bí mật nhà nước của 3 bị can trên là gì? Liệu còn ai liên quan? Trao đổi với báo chí, luật sư Đặng Văn Cường, đoàn luật sư thành phố Hà Nội cho biết, theo quy định của pháp luật, việc khởi tố vụ án khi vụ việc có dấu hiệu tội phạm, còn khởi tố bị can là khi cơ quan điều tra xác định có người thực hiện hành vi phạm tội, người đó có lỗi, đủ tuổi chịu trách nhiệm hình sự. Do đó, khi khởi tố bị can đối với các bị can trên, cơ quan điều tra phải thu thập các tài liệu chứng cứ chứng minh các bị can trên đã thực hiện hành vi phạm tội hoặc thực hiện hành vi có tính chất đồng phạm như giúp sức, xúi dục hoặc chủ mưu với người trực tiếp thực hiện hành vi phạm tội. Luật sư Cường cho rằng, trong vụ việc này, vấn đề động cơ mục đích thực hiện hành vi phạm tội là vấn đề quan trọng, bởi những trợ lý, lái xe của lãnh đạo là những người được tuyển chọn kỹ càng và họ thường rất tuân thủ các nguyên tắc, quy định. Việc trộm cắp tài sản có thể xảy ra, nhưng chiếm đoạt tiêu hủy tài liệu thì nhằm động cơ mục đích gì, có lợi gì cho họ là vấn đề mà dư luận rất thắc mắc. Đối với tội danh này, động cơ, mục đích không phải là dấu hiệu quan trọng trong cấu thành tội phạm, nhưng sẽ làm cơ sở để xác định những đồng phạm khác hoặc có thể bị can còn phạm tội khác. Luật sư Cường nêu ý kiến và cho rằng, trong quá trình điều tra, cơ quan điều tra sẽ làm rõ vấn đề này để có căn cứ giải quyết vụ việc triệt để, đúng pháp luật, không oan sai và cũng không bỏ lọt tội phạm. Thưa quý vị, theo quy định của điều 337 Bộ luật hình sự năm 2015 thì hành vi cố ý làm lộ bí mật nhà nước, chiếm đoạt, mua bán hoặc là tiêu thụ, hủy tài liệu bí mật nhà nước đều bị truy cứu trách nhiệm hình sự về tội danh này với mức hình phạt cao nhất có thể lên đến 15 năm tù.
Ngoài ra, để bảo vệ bí mật nhà nước, người nào được giao quản lý tài liệu bí mật nhà nước mà có hành vi vô ý làm lộ, làm mất bí mật nhà nước thì cũng là hành vi vi phạm pháp luật và có thể bị truy cứu trách nhiệm hình sự theo quy định tại Điều 338 Bộ Luật Hình sự năm 2015. Hiện vụ 3 bị can bị khởi tố chiếm đoạt tài liệu mật đang được điều tra làm rõ. Tiếp tục chương trình 24 giờ chuyển động hôm nay, xin mời quý vị khán giả cùng đến với những thông tin về đời sống văn hóa xã hội dân sinh đáng chú ý với chuyên mục Đông Tây chuyển động. Thưa quý vị, hiện tại Việt Nam đang có 4 đơn vị tham gia nghiên cứu sản xuất vaccine COVID-19. Trong đó, 2 đơn vị đã tiến hành đánh giá tính sinh miễn dịch trên động vật. Đây là thông tin được đưa ra tại hội thảo triển khai nghiên cứu sản xuất thử nghiệm lâm sàng cấp phép đăng ký sử dụng vaccine COVID-19 tại Việt Nam diễn ra tại Hà Nội. 4 đơn vị Việt Nam đang nghiên cứu vaccine COVID-19 là Fabiotech, Bolivac, Ivac và Nanogen. Trong đó, 2 đơn vị đã cho kết quả khả quan. Ivac sử dụng công nghệ nuôi cấy trứng gà có phôi để bào chế vaccine. Đây là đơn vị đã sản xuất được vaccine cúm, nay đang ứng dụng công nghệ này để sản xuất vaccine COVID-19. Còn Fabiotech phối hợp với trường đại học Oxford của Anh tiến hành nghiên cứu tiền lâm sàng trên động vật. Kết quả thử nghiệm cho thấy vaccine đáp ứng miễn dịch tốt. Làm sao mà chúng ta trong thời gian nhanh nhất chúng ta có được cái vaccine mà đảm bảo được tất cả các yêu cầu, đặc biệt về chất lượng cũng như về tính an toàn hiệu quả của vaccine. Thì đối với cái trong quá trình sản xuất của chúng tôi thì quan trọng nhất là khi mà lên sản xuất lớn thì còn những cái yếu tố nào đấy có thể tác động được, vì vaccine này là một vaccine đại dịch, nó không đơn thuần là chúng ta sản xuất như các vaccine khác. Thì trong quá trình sản xuất nó phải là sản xuất được vaccine nhiều, nhanh và giá thành rẻ. Lãnh đạo Bộ Y tế cho biết, để sớm có vaccine COVID-19, Bộ Y tế yêu cầu các đơn vị rút ngắn quy trình sản xuất và cấp phép, vừa đảm bảo được chất lượng, vừa sớm có sản phẩm. Chúng tôi cũng đã đang chuẩn bị cho những cái đề án mang tính đầu tư cũng như là những cái vấn đề về cái quỹ vaccine để có thể làm sao đảm bảo người dân của Việt Nam đáp ứng, tức là tiếp cận được đối với vaccine trong thời gian sớm nhất khi toàn cầu có vaccine và khi chúng ta có thể sản xuất được vaccine. Hiện dự thảo đẩy nhanh quá trình thẩm định, cấp phép đăng ký sử dụng vaccine COVID-19 cũng đang được xây dựng. Theo đó, Bộ Y tế sẽ rút ngắn thời gian các quy trình, gồm nghiên cứu sản xuất, kiểm định, thử nghiệm lâm sàng, cấp phép lưu hành, theo dõi sử dụng vaccine. Chuyển sang những thông tin đáng chú ý khác. Thưa quý vị, vào chiều ngày 22 tháng 7, Bệnh viện Nhi đồng Thành phố Hồ Chí Minh cho biết, sau một tuần mổ tách rời cặp song Nhi, thì bé Trúc Nhi vẫn phải dùng máy thở. Bé Diệu Nhi đã được cai máy thở, phản xạ tốt khi nghe giọng bố mẹ. Thông tin này khiến cho nhiều người đã dõi theo ca phẫu thuật này, vơi đi phần nào sự lo lắng. Theo đó, trải qua một tuần hồi sức sau ca đại phẫu, sức khỏe của hai bé đã ổn định hơn, phản xạ tốt khi nghe giọng cha mẹ. Trước đó, như đã đưa tin, hai bé Trúc Nhi và Diệu Nhi là con của sản phụ 25 tuổi ở quận 9, Thành phố Hồ Chí Minh, mang thai lần đầu, sinh ngày 7 tháng 6 năm 2019 tại Bệnh viện Hùng Vương, Thành phố Hồ Chí Minh. Cặp song sinh được xác định dính nhau vùng bụng chậu, tứ chi đầy đủ, hai cơ quan sinh dục, một hậu môn. Ca phẫu thuật tách rời hai bé huy động sự tham gia của 93 y bác sĩ, nhân viên y tế Thành phố Hồ Chí Minh. Ngày 15 tháng 7, ca phẫu thuật được tách rời thành công. Dự kiến sau 3 tháng kể từ khi được tách rời, hai bé sẽ tiếp tục được phẫu thuật tái tạo đường tiêu hóa, tiết niệu. Mặt khác, các bé còn trải qua quá trình tập vật lý trị liệu lâu dài. Cặp song sinh sẽ được theo dõi sức khỏe cho đến khi trưởng thành. Thưa quý vị, các bác sĩ khoa phụ ngoại, phụ nội tiết, trung tâm sản nhi Bệnh viện Đa khoa tỉnh Phú Thọ vừa phẫu thuật cắt bỏ khối u sơ tử cung nặng tới 3kg cho một người phụ nữ có dị tật cầm điếc bẩm sinh. Cách đây 6 năm, trong quá trình thực hiện phẫu thuật cắt khối u buồng trứng tại Bệnh viện Đa khoa tỉnh Phú Thọ, các bác sĩ phát hiện bệnh nhân này có u sơ tử cung kích thước nhỏ và được khuyến cáo nên theo dõi định kỳ. Tuy nhiên, sau đó bệnh nhân không đi khám và sự trao đổi giữa bệnh nhân với người nhà cũng có nhiều hạn chế do dị tật cầm điếc bẩm sinh nên khối u vô tình bị bỏ quên. Thời gian gần đây, thấy bụng bệnh nhân to lên rất nhanh, kèm theo triệu chứng đau bụng nhiều, gia đình đưa chị đến khám tại Trung tâm Y tế huyện Tam Nông. Tại đây, bệnh nhân được chuẩn đoán có khối u hạ vị lớn, kèm theo tình trạng thiếu máu nặng và được truyền 3 đơn vị máu để hồi sức. Tuy nhiên, tình trạng sức khỏe bệnh nhân không cải thiện, nên sau đó được liên hệ chuyển đến điều trị tại Trung tâm Sản Nhi. Tại Trung tâm Sản Nhi, bệnh nhân được xác định có khối u hạ vị rất to, tương đương kích thước của một thai nhi 6 tháng tuổi. Các bác sĩ khuyến cáo u sơ tử cung là một bệnh lý phụ khoa thường gặp ở phụ nữ trong độ tuổi sinh đẻ và cả thời kỳ mãn kinh. Tuy nhiên, nếu không theo dõi định kỳ và có hướng điều trị sớm, bệnh có thể gây ra nhiều biến chứng, trong đó biến chứng nguy hiểm nhất là băng huyết, thậm chí có thể dẫn đến tử vong.
Do đó, các bác sĩ khuyến cáo tất cả các chị em phụ nữ trong độ tuổi sinh đẻ và sau mãn kinh nên đi khám phụ khoa ít nhất là 6 tháng một lần để phát hiện sớm các bệnh lý phụ khoa, tránh các biến chứng gây hậu quả đáng tiếc. Thưa quý vị, trong 2 ngày vừa qua, các tỉnh miền núi phía Bắc có mưa vừa, có nơi mưa to, riêng Hà Giang có mưa rất to với cường suất lớn, gây sạt lở, lũ lên cao trên các dòng suối, gây thiệt hại cả về người và tài sản. Vậy đâu là nguyên nhân? Chúng ta cùng nghe phân tích của chuyên gia qua phản ánh ngay sau đây. Từ đêm ngày 20 tháng 7 đến 14 giờ ngày 21 tháng 7 vừa qua, các tỉnh vùng núi Bắc Bộ, đặc biệt là Hà Giang đã xảy ra mưa lớn, gây lũ ống, sạt lở đất, ngập lụt nghiêm trọng, thiệt hại nặng nề về người, nhà cửa của nhân dân, công trình hạ tầng, ảnh hưởng đến sản xuất, nhất là tại các huyện Hoàng Su Phì, Bắc Mê, thành phố Hà Giang, tỉnh Hà Giang. Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia nhận định, lượng mưa từ 19 giờ ngày 20 tháng 7 đến 19 giờ ngày 21 tháng 7 đạt 347mm. Đây là lượng mưa trong vòng 24 giờ lớn nhất theo số lượng quan trắc từ năm 1961 đến nay. Quá trình phát triển của cái hệ thống áp cao cận nhiệt đới theo cái mùa này nó bắt đầu nó phát triển và lấn về phía tây, và quá trình lấn về phía tây được kết hợp với là cái gió tây nam ẩm ở phía vịnh Bengal đi lên tạo thành cái vùng hội tụ gió rất mạnh lên đến độ cao 5.000m ở khu vực vùng núi Việt Bắc và Tây Bắc, trong đó trọng tâm vùng hội tụ là ở khu vực tỉnh Hà Giang. Theo giáo sư tiến sĩ Phan Văn Tân, chuyên gia khí tượng, thì địa hình phức tạp của Hà Giang cũng là một trong những nguyên nhân dẫn đến tình trạng này. Cái điều kiện địa hình của địa phương là ở cái vùng Hà Giang là khá phức tạp, núi là thường là chắn ở cái hướng đón gió, mà gió ở phía Bắc về thì nó lại bị chắn ở bên phía Bắc, nhưng ở phía Nam lên ấy, thì ngoài cái giải Hoàng Liên Sơn ra thì nó khi vượt qua thì nó lại rất là khó, và vì vậy cho nên gió thường là luôn ở phía dưới Đông Bắc Bộ đi lên, và khi đi lên thì bị chặn bởi cả cái dãy núi ở Hà Giang. Trước diễn biến mưa lũ phức tạp như vậy, các địa phương cần lên phương án, sẵn sàng triển khai những biện pháp để ứng phó, giảm thiểu thiệt hại, đặc biệt thường xuyên theo dõi các bản tin dự báo thời tiết để cập nhật tình hình. Và bây giờ là các thông tin quốc tế gây chú ý. Thưa quý vị, một chiếc hộp đựng tất cả đồ vật được cho là để xua đuổi tà ma và giết ma cà rồng trong văn hóa dân gian châu Âu, mới đây đã được rao bán bởi nhà đấu giá Hansen, nước Anh. Bộ dụng cụ giết ma cà rồng bao gồm một cuốn kinh thánh thế kỷ 19, cây thánh giá và súng lục, ước tính trị giá khoảng 2.500 đến 3.700 USD, trao bán trên trang đấu giá Hansen's, đã gây chú ý cho những người thích sưu tập đồ cổ, dạng lá và độc trên khắp thế giới. Tuy nhiên, nguồn gốc của bộ dụng cụ giết ma cà rồng này không đề cập đến bất kỳ dấu hiệu nào, cho thấy nó từng được sử dụng để săn và giết ma cà rồng. Chỉ biết chủ sở hữu hiện tại của nó đã mua 3 năm trước tại một hội chợ đồ cổ. Tại nước Pháp, nhiều nơi đã dần dỡ bỏ phong tỏa, rạp chiếu phim kiểu tiện ích cũng thi nhau mở cửa đón khách. Thậm chí ở Paris, các fan điện ảnh còn có thể ngồi trên những con thuyền nhỏ dập dềnh trên dòng sông Seine, vừa ăn bỗng ngô vừa xem phim, tận hưởng thú vui ngắm cảnh rất là thú vị. Để tuân thủ các biện pháp giãn cách xã hội, 150 vị khách may mắn nhất được sắp xếp ngồi trên 38 chiếc thuyền chạy bằng điện. Mỗi chiếc thuyền chở tối đa 6 người và ưu tiên bạn bè, người thân trong gia đình ngồi với nhau để ngăn chặn nguy cơ bị lây nhiễm virus từ người lạ. Họ sẽ thưởng thức bộ phim hài của Pháp sản xuất năm 2018 với tựa đề Le Grand Bain, tạm dịch là bể bơi lớn. Đây là một trong những chương trình thuộc chuỗi hoạt động có tên Bãi biển Paris, mỗi năm được tổ chức một lần, biến dòng sông Seine thành bãi biển nhân tạo. Liên tục chương trình chuyên mục Cà phê không đường, dự án thoát nước thi công, y ảnh làm khổ người dân. Nghệ An, 3 người đuối nước khi tắm trên sông Lam. Tại An Giang, bắt giam phụ nữ 55 tuổi, ngược đãi mẹ già 87 tuổi. Chuyên mục Chuyện ngày mới, chuyện về những chiến sĩ cứu nạn cứu hộ quả cảm. Quý vị và các bạn, câu chuyện mà chuyên mục Cà phê không đường hôm nay muốn chia sẻ đến quý vị có liên quan đến dự án đầu tư hệ thống thoát nước và xử lý nước thải thành phố Sóc Trăng, tỉnh Sóc Trăng. Hơn 2 năm nay, dự án này thi công ì ạch, chậm tiến độ, khiến cho những con đường trong thành phố Sóc Trăng bị xẻ ngang dọc, ảnh hưởng lớn đến đời sống, sinh hoạt lẫn kinh doanh của các hộ dân và tiềm ẩn nhiều nguy cơ mất an toàn giao thông.
Phóng sự ngay sau đây của cộng tác viên chương trình sẽ cho thấy rõ vấn đề. Hai năm nay, dự án đầu tư xây dựng hệ thống thoát nước và xử lý nước thải giai đoạn 2 đã biến thành phố Sóc Trăng thành đại công trường. Ngày nắng thì bụi đường, ngày mưa thì đường ngập, nhiều hạng mục dang dở giống như cái bẫy dành cho người tham gia giao thông. Nhất là khi trời mưa, những hạng mục này ẩn chìm trong làn nước ngập. Người dân thành phố thì bức xúc, còn đơn vị thi công thì không hẹn ngày hoàn thành. Khi mà cái đơn vị thi công tiến hành triển khai đó, thì chưa có đảm bảo được cái cam kết của mình về cái đảm bảo cái an toàn, về cái trật tự giao thông, rồi cái vệ sinh nơi mình khu vực thi công. Nếu mà để cái tình trạng này không có trả lại cái mặt bằng theo cái tiến độ đó thì nó ảnh hưởng rất lớn trong cái sản xuất kinh doanh của người dân và cái an toàn giao thông trong cái quá trình tham gia trong cái lĩnh vực hoạt động thương mại dịch vụ trên địa bàn phường. Chủ đầu tư và đơn vị thi công đã nhiều lần xin lùi thời hạn bàn giao. Tuy nhiên sau đó tiến độ thi công vẫn không được đẩy nhanh. Việc thi công ì ạch đã gây ảnh hưởng nghiêm trọng đến đời sống sinh hoạt, kinh doanh và việc đi lại của người dân. Các tuyến đường bị đào lên rồi lấp tạm bợ hoặc bỏ đó, không hẹn ngày hoàn thành. Tại nhiều vị trí mặt đường trở thành những chiếc hố 7 người, nhiều vụ tai nạn giao thông cũng đã xảy ra. Cái bức xúc nhất của người dân phường 1 này là đặt ra là luôn luôn là vấn đề thi công cái cống thoát nước làm ảnh hưởng tới cái không phải đời sống sinh hoạt không đâu mà ngay cả những cái hộ kinh doanh mua bán nữa. Bây giờ đào trước mặt đường nhà người ta, đào đường trước mặt nhà người ta rồi người ta rất là khó mua bán. Bụi bặm thì lúc nào nó cũng bay coi như là không có ngừng một phút một giây luôn. Đó cứ mỗi lần quét xíu là sẽ có đầy bụi lại. Đó, rồi kinh doanh thì nó nặng ra thì mặt hàng của mình thì cũng giá số với kem thì ảnh hưởng kem nhiều hơn, rồi bụi bặm này nọ cũng quá trời. Từ một công trình lớn có ý nghĩa cải thiện điều kiện môi trường tiêu thoát nước, góp phần thúc đẩy việc phát triển kinh tế xã hội bền vững, nhưng việc thi công trì trệ khiến dự án này lại trở thành nỗi bức xúc của người dân thành phố Sóc Trăng. Tiếp tục 24 giờ chuyển động ngày hôm nay là những cập nhật nóng của chương trình. Một vụ đuối nước thương tâm vừa xảy ra tại khu vực gần cầu Yên Xuân, xã Long Xá, huyện Hưng Nguyên của tỉnh Nghệ An, khiến cho 3 nạn nhân thiệt mạng. Cụ thể, vào lúc 21 giờ ngày 21 tháng 7, Phòng Cảnh sát Phòng cháy chữa cháy và Cứu nạn Cứu hộ Công an tỉnh Nghệ An nhận được tin báo có 3 người đuối nước tại khu vực trên. 20 cán bộ, chiến sĩ được cử tới hiện trường phối hợp để triển khai tìm kiếm. Đến 3 giờ sáng, lực lượng cứu nạn cứu hộ đã tìm thấy cả 3 thi thể. Các nạn nhân gồm Võ Thị Huế sinh năm 1977, cháu Trần Lý Huỳnh sinh năm 2012 là con trai chị Huế, cháu Võ Công Phong sinh năm 2013 là cháu của chị Huế, cùng thường trú tại xóm 6, xã Hưng Lĩnh, huyện Hưng Yên, tỉnh Nghệ An. Nguyên nhân ban đầu được xác định do thời tiết nắng nóng, 3 nạn nhân rủ nhau đi tắm sông Lam và chết đuối. Thưa quý vị, liên quan đến vụ việc người phụ nữ 55 tuổi ngược đãi mẹ già 87 tuổi gây bức xúc trong dư luận mà 24 giờ chuyển động đã đưa tin, thì mới đây cơ quan cảnh sát điều tra công an huyện Tri Tôn của tỉnh An Giang cho biết vừa ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can và thực hiện lệnh bắt tạm giam Dương Thị Ngọc Mai 55 tuổi để tiếp tục điều tra về hành vi ngược đãi người khác. Người bị ngược đãi là cụ bà Nguyễn Thị Lan 87 tuổi, mẹ ruột của bà Mai. Theo kết quả xác minh ban đầu, bà Mai sống bằng nghề buôn bán nhỏ ở địa phương. Bà này là con thứ tư trong gia đình có 6 anh em. Vào ngày 12 tháng 2, cụ Lan đã qua đời ở tuổi 87. Trước đó khoảng 1 tháng, trên mạng xã hội Facebook xuất hiện đoạn clip dài khoảng 3 phút ghi lại hình ảnh bà Mai vừa tắm vừa chửi mắng mẹ ruột của mình. Thậm chí người phụ nữ này còn dùng tay đánh vào vùng bụng, mặt của cụ Lan, mặc cho cụ khóc lóc van xin. Bà Mai còn tỏ thái độ bất hiếu khi liên tục nói chết sớm đi và hăm dọa sẽ bóp cổ mẹ ruột của mình nếu như bà cụ cứ khóc. Qua quá trình xác minh, người phụ nữ này không chỉ có hành vi ngược đãi mẹ ruột một lần mà đã có những hành động tương tự mỗi lần chăm sóc mẹ mình trước khi cụ bà qua đời. Hiện vụ việc vẫn đang được tiếp tục điều tra làm rõ. Quý vị thân mến, lấy việc cứu được tính mạng, tài sản của người dân làm động lực để chiến đấu, đặt vị trí của mình vào chính người thân của nạn nhân để cố gắng hoàn thành nhiệm vụ. Đó chính là công việc hàng ngày của các chiến sĩ trong lực lượng cứu nạn cứu hộ trên cả nước. Vâng, không chỉ riêng việc chữa cháy mà lực lượng này còn giúp đỡ cho mọi người trước tình hình nguy cơ về sự cố, tai nạn, thiên tai, bão lũ. Và chính điều này đã cho ta thấy công tác cứu hộ cứu nạn đã thực sự đạt được nhiều kết quả quan trọng và tạo sự chuyển biến tích cực trong toàn xã hội. Ngay bây giờ chúng tôi xin mời quý vị cùng đến với những công việc của lực lượng đặc biệt này trong chuyên mục Chuyện ngày mới hôm nay.
lên đường ngay khi nhận được lệnh. Không kể ngày hay đêm, môi trường xảy ra vụ việc ở trên cao hay dưới nước, sẵn sàng chiến đấu hết mình vì an toàn tính mạng của người bị nạn. Đó là công việc của các chiến sĩ thuộc đội công tác chữa cháy và cứu nạn cứu hộ thuộc lực lượng cảnh sát phòng cháy chữa cháy thành phố Đà Nẵng. Tất cả các tình huống mà vụ việc xảy ra thì tôi cũng luôn nhắc nhở anh em là đặt cái vị trí của mình và vị trí của người thân của nạn nhân, thì họ mà xót xa đau khổ những mất mát của họ thì coi như là mình cũng là người thân của họ. Nằm trong lực lượng cảnh sát phòng cháy chữa cháy, đội công tác chữa cháy và cứu nạn cứu hộ là lực lượng gặp nhiều vất vả hơn cả. Ngoài tham gia công tác chữa cháy, việc tìm kiếm cứu nạn con người khi các sự cố xảy ra là nhiệm vụ chính của các anh. Khi lên thang thì đối với độ cao trên rất là cao thì chúng tôi cảm thấy là rất là run. Nhưng vì là do cái sự ý chí quyết tâm muốn cứu người bị nạn một cách nhanh nhất thì nỗi sợ ấy dường như tan biến trong tôi đi. Dưới hố sâu thì chúng ta toàn là màu đen cho nên là anh em rất chi là sợ. Nhưng mà bằng cái trách nhiệm với lại cái nỗ lực để hoàn thành cái nhiệm vụ thì anh em cũng cố gắng vượt qua cái nỗi sợ. Và đây là những hình ảnh cứu nạn một nạn nhân trong vụ tai nạn lao động xảy ra vào tháng 10 năm ngoái. Nạn nhân bị một thanh sắt dài khoảng 4 mét xuyên từ lưng ra đến trước đùi. Nếu không có sự hỗ trợ kịp thời của các chiến sĩ, của đội cứu nạn thì lúc đó có lẽ tính mạng của ông sẽ gặp nhiều hiểm nguy. Tôi rất là hoan nghênh và rất là cảm ơn sự giúp đỡ của quý anh. Chứ không là không biết có còn để mà giờ trời còn nói chuyện gặp mấy anh nữa kìa. Đa số các bộ chiến sĩ của đội này thì đều có cái trình độ được đào tạo, do đó là có cái năng lực trong chiến đấu. Khi được nhận nhiệm vụ thì đội này thì tham gia rất là tích cực. Để hoàn thành tốt nhiệm vụ đặc thù, bên cạnh trang thiết bị hiện đại, thuần thục kỹ năng, nghiệp vụ, đảm bảo tối đa các nguyên tắc an toàn, các chiến sĩ thuộc đội cứu nạn cứu hộ còn phải có bản lĩnh, kinh nghiệm thực tế và đặc biệt là sẵn sàng đặt mình vào vị trí của thân nhân nạn nhân và cộng đồng để vượt qua những khó khăn, trở ngại trong quá trình chiến đấu. Và các anh vẫn luôn sẵn sàng lên đường, đương đầu với những thách thức mỗi khi người dân có yêu cầu. Và đến đây thì thời lượng dành cho chương trình 24 giờ chuyển động cũng đã hết. Cảm ơn quý vị đã quan tâm theo dõi và đồng hành cùng chương trình. Chương trình sẽ được phát lại vào 22 giờ và 6 giờ sáng mỗi ngày. Đồng thời quý vị cũng có thể xem lại chương trình 24 giờ chuyển động trên kênh YouTube chính thức của Đài Phát thanh và Truyền hình Tây Ninh. Còn bây giờ chúng tôi xin kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại.